Chuyên không làm người bình thường mà nhất tu tiên. Tập 22. Đa tạ Lý công tử, Đắc Kỳ đã hiểu rồi. Đắc Kỳ nguyện nghe theo sự dị bảo của công tử, lần nữa thử tu luyện. Đa tạ đại ân của công tử. Đang làm cái gì vậy? Không phải là ta đã đối xử bình đẳng với nhau rồi sao? Người đừng có cứ luôn lo sợ sệt hành lễ như vậy chứ. Đại ân của công tử không biết phải bà đáp thế nào. Đắc Kỳ nguyện hầu hạ công tử cả đời, làm trâu làm ngựa làm gì cũng được. Ê, hầu hạ công tử làm trâu làm ngựa làm cái gì cũng được ư? Đây là khảo nghiệm ông trời dành cho ta sao? Ní nhiệm phạm. Mặc dù giá trị hoàng của ta vẫn luôn nghĩ là bình đẳng là tốt hơn, nhưng mà nếu như người kiên trì, vậy thì như vậy cũng được rồi. Những gì chủ nhân nói là tiếng người sao? Ra ngoài hái chút rượu dại cho Đắc Kỷ làm suy cảo thùi. Đằng nào đây? Sao cái tên thư sinh này lại ít trước cửa nhà ta vậy trời? Ê, hình như hắn không nhìn thấy ta. Xin chào Lý công tử. Người phát ngốc ở đây làm gì vậy? Tiểu sinh bị cậu đuổi ở trên cửa nhà ngài hấp dẫn, không ngờ lại làm phiền đến Lý công tử rồi. Là câu đuổi trên cửa. Ôi, lúc nào anh não của ta bị úng rồi mới viết hai cái câu này trời. Ta chỉ viết đại mà thôi, ngươi đừng có tưởng là thật. Không, Lý công tử à, ta đã cũng có một câu hỏi nhưng vẫn không có cách giải, mới cố ý đến đây để thỉnh giáo. Không ngờ còn chưa gặp được Lý công tử đã viết đáp án ở ngay trước cửa rồi. Quân lương phụ thụ giáo. Ôi, mặc dù ta chỉ thêm một ít giá lòng cũng đem lại cái lợi ích không nhỏ cho làng quân. Tiên sinh nghe theo sự giấy báo của Lý công tử, quan sát mọi việc mọi vật, cho dù là con sâu con kiến hoặc là tinh thần. Ôi, nhắm mắt lập nghề thôi, đừng có quan tâm. Ý. Ôi, ra đây ngồi tiếp vậy. Đến trưa, đến chiều. Cuối cùng cũng thu thập đủ linh dược ở trong tiền triều. Phải là người đầu tiên đưa cho cao nhân. Đó là không tốt, phía trước có yêu khí. Là phương hướng của Lý công tử. Yêu khí này là hai yêu vương cấp bậc đại yêu, sợ là vì tìm nội đàn của yêu quái biến hóa mà đến. Nỡ như quấy rầy đến cao nhân thì không biết rồi. Hai con yêu vương kia giờ vào chúng ta có thể ngăn cản được bọn chúng thì sao? Chỉ có thể dốc hết sức lực thôi. Ta ngửi thấy rồi. Mùi của con hồ ly chín đùi đó. Nàng ta ở trong ngay viện này. Không ngờ con hồ ly này lại dám hóa hình. Thật là đến tay chẳng phí sức lực mà. Năm đó khi nàng ta còn là con hồ ly bảy đùi, đã để cho nàng ta chạy thoát, lần này không có chuyện may mắn như thế đâu. Nhân lúc nàng ta bị bệnh, phải lấy mạng. Làm lơ cũng không thấy. Người qua đường từ đầu đến thế, bác hồ ly quan trọng hơn. Đứng lại, đây không phải là nơi các người nên đến. Quay đầu là bờ, đi. Ê, cái lờ gì vậy? Quay đầu là bờ. Mày biết bố mày lại không? Bị gió chân gốc rồi à? Đúng là vấn đầu óc có vấn đề mà. Thật là hồ đồ ngu xuẩn.
Thánh địa của Lý công tử. Sao có thể nhìn mẫn bởi hai con yêu quái các ngươi được chứ? Vốn còn muốn giữ cái mạng của người, nhưng người lại cứ ríu ríu như cái lũ ruồi bò gì. Muốn chó trừ thì cứ nói chứ. Hay già đúng là cao nhân bác khả lũ. Hả? Ôi vãi cướp, ôi vãi lơ. Hả? Bụi mờ về với bụi, đất về với đất. Ôi không 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 không. Tại sao rồi, xin lấy ta mạng. Muốn rồi, đúng là cao nhân các ấn mà. Động vật tu hành luyện thành tinh cũng không dễ dàng gì. Đáng tiếc các ngươi lại đi sai đường. Bắt đầu làm lại thôi. Ừ, không giết. Ôi, tích năm dần 2022 đã đến. Muộn rồi.